Cô chào tất cả các em. Ở tiết trước thì chúng ta đã học về văn bản, học cái bài là quá trình tạo lập văn bản. Vậy thì tiết học hôm nay chúng ta sẽ đi vào về tiết luyện tập tạo lập văn bản. Đầu tiên chúng ta sẽ củng cố lại một số kiến thức về lý thuyết mà chúng ta đã học ở các bài trước. Thứ nhất đó là các em nắm lại cho cô liên kết trong văn bản là gì? Thì cô sẽ nhắc lại là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản là sự nối kết các câu, các đoạn trong văn bản một cách tự nhiên hợp lý, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu. Thứ hai, thế nào là bố cục trong văn bản? Văn bản không thể được viết một cách tùy tiện mà phải có bố cục rõ ràng. Vì vậy, bố cục là sự bố trí sắp xếp các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lý. Thứ ba là mạch lạc trong văn bản. Mạch lạc là sự nối tiếp các câu, các ý theo một trình tự hợp lý. Đấy. Vậy thì cô nhắc lại một số kiến thức chúng ta đã học ở các tiết trước. Và đặc biệt đó là về cái quá trình tạo lập văn bản thì chúng ta nhớ cho cô có 4 bước tạo lập văn bản. Bước đầu tiên đó là định hướng chính xác được đối tượng, mục đích, nội dung, hình thức để tạo lập văn bản. Bước thứ hai là tìm ý và lập dàn ý cho cái văn bản mà em cần tạo lập. Bước thứ ba là viết thành cái bài văn hoàn chỉnh sau khi em đã lập dàn bài, lập dàn ý rồi. Và bước thứ tư đó là bước đọc và sửa lỗi, xong rồi đọc lại bài và sửa lỗi nếu có. Vậy thì đó chính là cái nội dung của những cái tiết học trước cô nhắc lại. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái tiết luyện tập. Vậy thì đầu tiên chúng ta nhắc lại cái đề bài. Đề bài đó là cho tình huống em cần viết một bức thư để tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế, viết tắt là UPU, tổ chức với đề tài thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình. Và với cái đề này thì hôm trước cô đã hướng dẫn chúng ta chuẩn bị ở nhà rồi, đúng không? Cô đã gợi ý cho chúng ta đó là phải đặt mình trong cái tình huống cụ thể. Viết thư tham dự cuộc thi viết do Liên minh Bưu chính Quốc tế UPU tổ chức với mục đích thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình. Vậy thì với cái mục đích đó thì chúng ta có thể chọn một trong các cái đề tài về truyền thống lịch sử, về cảnh sắc thiên nhiên, những nét đặc sắc về văn hóa phong tục. Sau đó thì em lập dàn bài chi tiết cho bức thư của mình và viết thành bức thư hoàn chỉnh. Sau khi viết thành bức thư hoàn chỉnh thì em kiểm tra lại bằng cách là đọc văn bản để nắm lại bố cục, rồi xem thử đã liên kết, đã mạch lạc hay chưa, rồi cái sự việc sử dụng ngôn ngữ đã phù hợp hay chưa. Và em có thể trao đổi với bạn dưới hình thức học nhóm để tự nhận xét lẫn nhau. Đây là cái phần cô cho các em chuẩn bị ở nhà từ tiết trước. Còn tiết học hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành. Đầu tiên, các em phải đọc bài và nhận xét bài của nhau. Đấy. Sau đó thì cô sẽ cho các em đọc cái bài văn tham khảo ở sách giáo khoa trang 60-61. Và tiếp theo đó là các em, cô sẽ nhận từ điều, xin lỗi, các em sẽ căn cứ vào đó để tự điều chỉnh cái văn bản của mình. Sau đây cô gợi ý đến các em một số bài tham khảo. Bài văn tham khảo thứ nhất. Em thân mến, tôi viết bức thư này cho bạn trên ngưỡng cửa của thế kỷ 21. Khi chỉ còn ít phút nữa thôi, cả thế giới sẽ bước vào kỷ nguyên mới. Giờ phút chuyển giao sao mà thiêng liêng thế? Tôi muốn tình bạn của chúng ta được khởi đầu từ thời điểm thiêng liêng này. Nếu giờ này ở đất nước bạn và nhiều nơi trên trái đất mọi người đang tưng bừng đón Tết thì ở nước tôi, Tết Nguyên Đán mới là lễ hội. Tết Nguyên Đán là Tết tính theo âm lịch. Quan điểm về thời gian của người phương Đông
Đấy là Tết cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và những phong vị riêng. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh, khiến ai đi xa đều hướng về quê hương mỗi độ xuân về. Chiều 30 tháng Chạp, nhà nào cũng quây quần nấu bữa cơm tất niên, thắp hương cúng ông bà tổ tiên tỏ lòng thành kính biết ơn. Gần đến giao thừa, cả nhà tôi mặc đẹp, mẹ tôi lại mặc bộ áo dài truyền thống thật duyên dáng cùng ra phố hòa vào dòng người đi đón giao thừa và hái lộc xuân bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Cành lộc xuân tượng trưng cho ước nguyện năm mới may mắn, có nhiều tài lộc phúc đức. Tôi rất thích cùng ba mẹ và em gái đi hái lộc để tận hưởng hương xuân trong đêm thanh bình. Đi chơi Tết, người lớn thường cho ít tiền lẻ vào bao đỏ mừng tuổi trẻ con, mong chúng hay ăn chóng lớn, học hành tiến bộ. Số tiền mừng tuổi ấy tôi cho vào con lớn đất để dành mua quần áo, sách vở. Riêng năm vừa rồi tôi đã ủng hộ tất cả cho các bạn học sinh miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Bạn có thích được mừng tuổi không? Khi tôi kể cho bạn biết điều này, mới chỉ kể riêng cái Tết thôi đã thấy phong tục văn hóa nước tôi và nước bạn khác nhau rất nhiều. Lịch sử nước tôi là lịch sử của hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Vì thế hơn ở bất cứ đâu, người dân nước tôi rất khao khát hòa bình, độc lập để xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Có lẽ cũng vì ấy, lẽ ấy mà thủ đô Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến của tôi vừa đón nhận danh hiệu thành phố Hồ vì hòa bình do UNESCO trao tặng. Chúng tôi là công dân của hai nước. Chúng ta là công dân của hai nước có hoàn cảnh sống khác nhau, có niềm tự hào riêng về đất nước mình, gia đình mình, nhưng chắc chắn chúng ta cùng gặp nhau tại một điểm tình bạn. Tình bạn sẽ gắn kết chúng ta lại trong một mái nhà chung, mái nhà hòa bình trên trái đất. Khi đó, những sự khác biệt sẽ làm phong phú thêm cho cuộc sống của chúng ta. Duy có sự khác biệt của giàu nghèo, thiện ác là chúng ta phải phấn đấu và kiên quyết loại trừ để thế kỷ 21 là thế kỷ hòa bình, hữu nghị quốc tế. Francis ơi, khi tôi định nói lời tạm biệt thì mới chợt nghĩ làm sao bạn đọc được thư của tôi nhỉ? Tiếng Việt rất giàu và đẹp, người dân nước tôi có tâm hồn thơ ca và giàu lòng nhân ái. Mong rằng một ngày nào đó không xa, tôi sẽ được đón bạn đến thăm đất nước Việt Nam để tôi có dịp giới thiệu bạn với những người yêu quý nhất của tôi. Chúc tình bạn của chúng ta đơm hoa kết trái, chờ hồi âm của bạn. Chào thân ái, bạn của bạn. Theo Trần La Thủy Trang, những bức thư nối tình bạn bốn phương, nhà xuất bản Bưu điện năm 2001. Đó là bài tham khảo thứ nhất, còn đây là bài tham khảo thứ hai. Thư mời bạn về quê chơi nhân dịp nghỉ hè. Vàm cỏ ngày tháng năm, duy thân, chỉ không đầy một tháng nữa là bãi trường rồi. Tôi đang nghĩ đến bạn và nghĩ đến những cuộc vui ngày hè. Duy à, tôi đã xin phép ba má tôi mời bạn về quê tôi chơi. Ba má tôi hài lòng lắm, riêng tôi vui mừng và nôn nao khôn xiết. Vì có Duy, chúng mình sẽ cùng nhau ngao du xuân thủy và sẽ cùng nhau trao đổi học tập. Như vậy, dù nghỉ học gần 90 ngày nhưng bài vở khổ mà quên đi, phải không Duy? Tôi sẽ bơi xuồng đưa bạn dọc theo dòng sông sau nhà, hai bên bờ dừa nước mọc san sát mát rượi. Ngồi trên xuồng chỉ cần với tay lên là có thể hái được vần ổi ra ngoài. Bạn sẽ có dịp ngắm cảnh và thấy rằng quê mình nơi đâu cũng đẹp. Duy có thích thả diều không? Ở đây chiều đến các bạn nhỏ thả diều nhộn nhịp lắm. Diều lượn bay nhấp nhô thong thả giữa trời gió lồng trông chẳng khác gì bông hoa trong ngày hội lớn. Nhưng tuyệt nhất vẫn là đi câu. Mình cứ nghĩ đến lúc cá rì dây nằng nằng dịp lên. Một con cá dạy dạy là đã thấy sướng rồi. Mình đã tự làm xong sẵn hai cây cần câu rồi. Bạn về đây, chúng ta sẽ sống gần gũi với thiên nhiên. Những đêm răng thanh gió mát tầm sao, lòng ta sẽ thanh thản hơn dưới ánh đèn điền. Hơn nữa, như sẽ thấy tâm tình bà con ở đây rất là chất phác, dễ làm cho chúng ta thêm yêu người, yêu đời. Thôi, vài dòng báo tin cho Duy, mong rằng Duy sẽ không từ chối và có kế hoạch chuẩn bị trước nhé. À quên, cho mình kính lời thăm hai bác được khỏe mạnh. Chúc Duy luôn luôn học giỏi. Bạn thân của Duy,
Hồ Thanh Lạc. À, vậy là cô đã gửi cho chúng ta một số cái bài văn tham khảo về cái cách viết thư, và các em có thể tham khảo thêm những cái bài văn khác nữa. Vậy thì tiết học ở đây đã kết thúc. Trước khi ngắt lời thì cô dặn dò chúng ta về chuẩn bị bài từ ghép, từ lấy và trả lời cả cái câu hỏi ở mục 1 lớn, 2 lớn sách giáo khoa trang 13, 14, trang 41, 42. Cô chào tất cả các em.